Hoa Kỳ có nghĩa là gì? À, là nước Mỹ anh ạ. Người ta đang hỏi Hán Việt mà. Thế thì là cờ hoa. Ừ, chính xác, thông minh rất nhỉ. Thế trên cờ của nước Mỹ có bao nhiêu bông hoa? À, có 50 bông hoa anh ạ. Ui dồi ôi, 50 ngôi sao trên 50 bông hoa nào ở đây? Ơ, thế anh tưởng Hoa Kỳ là cờ hoa thì trên cờ phải có bông hoa chứ anh. Ui dồi ôi. Thế anh hỏi nhá, cờ của vùng lãnh thổ nào có in hình bông hoa ở trên mà em dễ dàng liên tưởng tới nhất? À, em biết này, của Hồng Kông anh ạ. Chính xác. Thế anh hỏi nhá, trên cờ của Hồng Kông là bông hoa gì? À, em biết luôn, hoa dương tử kinh. Úi dồi ôi, mời đêm. Thế cờ của vùng lãnh thổ nào có hình bông hoa sen? À, em biết này, Việt Nam Airlines. Úi dồi ôi, Việt Nam Airlines đâu phải là một vùng lãnh thổ, đấy là hãng hàng không mà. Mà đây là logo của Việt Nam Airlines chứ. Còn cờ thì là cờ của đặc khu hành chính Macau đấy. Đi về học lại ngay. Đi về học lại ngay.